Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Đây là chương trình học Phật cùng thầy. Hôm nay là ngày 14 tháng 8 2019. Nhân ngày lễ Vu Lan sắp đến, Phật tử có hỏi con: chúng con thường nghe tâm Phật. Chúng con thường nghe tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Tại sao nói như vậy? Thì Đức Thế Tôn Đại Từ Đại Bi, thì cái tâm hiếu với cái hạnh hiếu là một trong những cái phẩm chất của Đức Thế Tôn, của Đức Phật. Cho nên ai sống được với cái tâm hiếu, cái hạnh hiếu đó là sống được một phần cái cách sống của Đức Phật. Tại sao cái tâm của Phật, cái hạnh của Phật là hạnh hiếu và cái tâm hiếu? Con kính hỏi quý vị nhé. Nếu ở trong sa mạc thì một ly nước này giá bao nhiêu? Bao nhiêu? Vô giá. Sắp chết mà một ly nước nhỏ như thế này, vì khát nước á, thì ly nước này là vô giá. Con xin hỏi quý vị, cái hơi thở này giá bao nhiêu? Vô giá, không có giá. Đúng không? Nhưng quý vị vào trong một cái chợ hay đi shopping, tất cả mọi món hàng đều có giá. Nếu quý vị khởi một lòng tham, lập tức quý vị phải, nếu muốn đạt cái thứ mà quý vị tham, lập tức quý vị phải trả một cái giá. Nhưng mà quý vị không có thể trả bất kỳ một cái giá nào cho ly nước nếu quý vị ở ngoài sa mạc, hoặc là quý vị đang khát nước. Quý vị không có bất kỳ một cái giá nào quý vị có thể trả cho được cái hơi thở này cả. Nó không có giá, bởi vì nó là sự sống của quý vị rồi. Cái gì mà nó gắn liền với sự sống thì nó không có giá. Tại sao cái tâm hiếu là tâm của Phật, hạnh hiếu là hạnh của Phật? Bởi vì Phật thấy nửa bộ phổi ngày thở được cái lá kia nó quyết định. Vậy oxy ngày hít vô, nếu không có cây trên trái đất này thì oxy đâu thở, làm sao có sự sống? Cho nên cái cách mà ngài ngồi dưới gốc cây, ngài chứng đắc dưới gốc cây, ngài được sinh ra gốc cây, ngài là một phần, giống như là cái cây kia một phần của trái đất này, ngài là một phần của trái đất này vậy đó. Và khi mình biết được nước là sự sống, chắc chắn nếu không có nó mình chết, thì cái cách mà mình uống nước không phải là nước là một cái gì đó bên ngoài mình mà mình đối xử với nó bằng cái lòng hiếu thảo và ta rất là biết tri ân cái nước này theo kiểu là ta đền ơn, ta báo ơn. Không cần phải tác ý đó luôn. Bởi vì mình biết nó là mình thì tự động mình sẽ trân trọng những gì mà nếu không có nó mình chết, một cách rất tự nhiên. Thì ta sẽ nâng niu nó như ta nâng niu chính mình. Ta nâng niu cái cách ta thở như ta nâng niu chính ta. Thì hiếu ở đây không có nghĩa là có một đối tượng bên ngoài làm cho ta có một cái giá trị nào đó và ta nhớ ơn và đền ơn lại cái người đó. Cái hiếu đó không phải là cái hiếu của Phật hiếu. Cái hiếu của Phật hiếu là không có một cái tôi nhớ, một cái không tôi ngoài kia, và cái tôi này nó cần phải đáp đền cái tôi ngoài kia cho nó có giá trị. Không. Ở đây Phật không có ngã, không có nhân, không có chúng sinh, không có thọ giả. Tức là cái tâm vô ngã đạt đến cái chỗ mà giác ngộ tối thượng thừa, thì ngài không còn thấy ngài với bất kỳ một sự khác biệt nào ở bên ngoài cái cả. Cho nên cái cách mà ngài hiếu với chúng sinh có nghĩa là đại từ đại bi thương chúng sinh đang khổ đau trầm luân trong sanh tử luân hồi. Mà chúng sinh ấy là ai? Là vô số kiếp trước, là cha là mẹ của ngài. Chính như trong đau khổ buồn lầy ngài đã giác ngộ, và ngài là một phần mẹ ngài đã sinh ra cái máu mủ thân xác này, và ngài cũng là một phần đất nước gió lửa cơm không khí của đất này nuôi ngài. Và ngài thấy không một hơi thôi thân này không thể sống, không một giọt nước này không thân này không thể sống. Cho nên cái cách mà ngài hiếu là một cách tự nhiên, ngài biết thân của ngài không khác thân của một cái toàn thể vũ trụ. Đó là cái hiếu, cái hạnh hiếu của Đức Phật với cái sự giác ngộ. Nó một cách rất là tự nhiên. Tay này đâu, tay này sẽ tìm cách bảo vệ mà không cần hỏi ai cả. Thân này đâu, bất kỳ chỗ nào là
cơ thể này sẽ bảo vệ nó. Nếu như một người thương quý vị mà đau, lập tức quý vị cũng đau theo, và quý vị sẽ tìm cách bảo vệ họ. Và nếu cha mẹ quý vị đau mà quý vị không đau, thì tức là quý vị thấy cha mẹ quý vị không liên hệ gì đến quý vị cả. Cái người mà cho quý vị cả cái máu xương, cả cái tình thương, cả cái tâm hồn và thể xác, cả cái sự sống nếu quý vị sống, mà khi họ đau mà quý vị thấy không có liên hệ gì đến cái sự sống quý vị, thì đó không còn dường như là con người nữa. Thì hạnh hiếu là hạnh Phật ở đây muốn dạy cho chúng ta rằng, chí ít nếu ta không cảm nhận được nước là sự sống của mình, oxy là sự sống của mình, xung quanh con người là một phần làm nên mình, thì ít nhất cái người mà sinh đẻ ra mình là hai đấng sinh thành cha là mẹ đó, mình phải biết họ giống như Phật vậy đó. Họ cho mình một tình thương không có điều kiện, thì mình phải đối xử như họ, giống như là Phật đối xử với muôn loài, không có phân biệt, một thân chứ không có hai thân. Hai thân là sao? Thân ông lo, thân tôi lo. Thân bà lo, thân tôi lo. Vui sống của bà, đau khổ của bà. Vui sống của ông, đau khổ của ông, khác của tôi. Và nếu có thì trách nhiệm để cho đời khỏi nói. Chứ tôi không thấy gì liên hệ đến tôi với ông, tôi với bà cả. Và miếng cơm, manh áo, cục tiền, thăm hỏi sớm trưa chiều tối đủ rồi. Như vậy là cũng gọi là hiếu thảo. Quý vị xin thưa, đây không phải là cái hạnh hiếu mà Phật trong nhà Phật muốn dạy đâu nha. Cái hạnh hiếu là hạnh Phật ở đây nè. Hiếu thảo hai lần, hai thứ nữa, thể xác và tâm linh. Và hiếu không phải là trả ơn, đền ơn đơn giản, mà hiếu là phải cảm nhận cho được họ như mình là một. Họ là ai? Cha mẹ mình đó. Những cái thân này của mình, từ cái tế bào của họ, từ máu xương của họ, từ thể xác và tâm hồn của họ. Khi còn bé thơ, mình đâu thấy mình là một thực thể tồn tại độc lập ngoài cái bụng của người mẹ đâu. Mình ở trong cái bụng của mẹ thì mình với mẹ không có hai. Mình ra cái nôi mình nằm lạnh một chút là mình khóc. Cho nên hơi ấm của mẹ quăng tim đập là mình cảm nhận à, trở về nhà lại rồi, và đứa bé hết khóc mà không cần lý do. Và người mẹ hiểu điều đó. Cho đến khi mà mình lớn lên một thời gian, mình có nhận thức cái hình ảnh như mình, cái mình có một cái tôi biệt lập, cái thân xác này là riêng biệt. Lúc đó mình nói, mẹ, mẹ là ai? Sao mẹ cứ sai khiến con hoài vậy? Lúc đó mình cảm thấy mình không cần mẹ nữa, không cần cha nữa. Thì đó là cái nhận thức bắt đầu, không còn cái hiếu thảo nữa. Thì đây, nghe lời Phật dạy, hạnh hiếu là hạnh Phật. Tức là hãy quay về để biết rằng mình với mẹ, mình với cha không hai. Cái ý nghĩa đó là như vậy, để áp dụng trong cái đời sống của cái người, của một con người và một người tu Phật. Nhớ, hạnh của Phật là hiếu thảo, và tâm của Phật là hiếu thảo. A Di Đà Phật.